Làm người không cần ai ai cũng yêu mến, chỉ cần thẳng thắn, rộng lượng. Hoa có trăm dáng nghìn kiểu, nhưng vẫn có thể khoe sắc tỏa hương mà không bị ngăn ngại. Sống ở đời mỗi người một phong cách, sao không nâng đỡ cùng đi lên, hạ thấp nhau làm chi? Nếu cảm thấy xứng đáng thì trân trọng, hạnh phúc thì giữ gìn. Người khiến bạn vui vẻ thì gần gũi, cảm động thì yêu thương. Làm người nếu nói dễ cũng không hẳn dễ. Để lay động hàng ngàn trái tim hay quản lý miệng lưỡi của thiên hạ, tất nhiên là không hề dễ dàng. Làm người nói khó cũng không hẳn khó. Chỉ cần giữ tấm lòng lương thiện, là một người hiền lành, rồi đi con đường của mình là đủ.